À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey và Viện Nguyên Lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì mình đang... Nói chung là mình đang quay cái thằng... Mark Antony đến con đường cùng rồi. Bây giờ nó không còn nhiều quân nữa. Nó không còn nhiều quân nữa và quân đội của mình thì đóng ở khắp mọi nơi và mình sẵn sàng cho đánh nó bất kỳ lúc nào. Đấy, lực lượng các cái quân đoàn Lê Dương của mình đã đóng ở đây rồi và chỉ chờ việc nó sang đây nó tấn công nữa là mình sẽ đập lốt. Nó không còn nhiều đất nữa đâu nên là mình cũng không sợ. Nó toàn lính đánh thuê. À, nó có đội Lê Dương cũng khá mạnh mà quân đội không nhiều. Về mặt ngoại giao thì các bạn có thể thấy là hầu hết trừ các cái phe đây, đây là các cái phe của chư hầu của thằng đây là chư hầu của thằng Mark Antony. Sau khi mình tiêu diệt lốt thằng Mark Antony, bắt thằng Mark Antony để chư hầu thì tất cả cái đám này nó sẽ trở thành chư hầu của mình và khi đó thì nó sẽ xảy ra một vấn đề, đó là đây tất Pachia người Iran. Ở tập trước thì mình đã rất nhanh khi mình kiểm soát ngay toàn bộ vùng Syria và Pamiran đây để ngăn không cho, và Israel để ngăn không cho người Iran tiến ra biển Địa Trung Hải. Vâng. Và mình đã hoàn thành kế hoạch đó và đây ngăn chặn không tiến cho người Iran tiến lên vùng Caucasus. Đây, mình đã hoàn thành được kế hoạch mặc dù tấn công khá thần tốc. Phía Bắc ấy thì mình không biết, nhưng chắc thì sớm mới muộn thằng này nó cũng sẽ chiến tranh với đệ của mình thôi. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình không biết được lúc nào nhưng chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian là thằng đệ của mình nó sẽ xử lý mấy thằng này. Bây giờ thì thằng Lepidus này nó cũng không còn nhiều quân nữa, là đất nữa thì chắc là mình sẽ trợ giúp cho mấy thằng đệ để nó giải quyết. Còn cái thằng anh hùng mới nổi thì không ngại lắm, bởi vì là sau khi mình xử lý xong thằng Lepidus thì nó sẽ trở thành chư hầu của mình thôi. Và khả năng cao thì hai thằng này nó sẽ lại thân nhau. Đấy, thằng này này. Bởi vì là thằng này nó trong thuộc nhánh người Đức. Sớm hay muộn thì sau khi thằng này nó tấn công giải quyết được thằng này, nó sẽ kiểu soát được cái tỉnh này. Thì chiến tranh sẽ nổ ra thôi. Mình nghĩ là vậy. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình thử một số cái đề. Welcome, worthy friend. Không được à? Đề xuất một số cái ngoại giao. Welcome. We will talk. Chắc hơi khó à? Nó thanh niên này. À, mình thông tuyến rồi. Chơi được. You honor this place with your arrival. À. Your merchants are renowned as skilled and honorable cho traders. Cho tiền nữa là nó thành chư hầu mình. They would be made welcome in our markets. 500 đồng khi chỉ được. Đó, trời ơi. Your offer is fair. Ta có thêm một thằng đệ. In my lord's name, be welcome. And may the blessings of the gods bring. Chúng ta lại có thêm một chư hầu nữa. Thật tuyệt vời. Mất có 500 đồng có được thêm một thằng đệ. Thôi được rồi, lượt này chắc không có nhiều việc để làm. Thôi mình đảo qua xem tình hình nhà cửa, xem có cái công trình nào chưa xây để xây lên. Để dính cái slum. Vùng này thì chắc là phá mấy cái này đi. Cái vùng này nó thiên về phát triển lương thực, không cần những cái công trình này. Thôi kệ, chưa có điều kiện để phát triển thì cứ xây đi đã. Miễn là đừng để là nhà trống nữa được. Mình đang phát triển với một cái vùng lãnh thổ thuộc dạng khá lớn đấy. Rồi ok, mọi thứ ổn. Qua lượt đã. Đảo qua cái tình hình chính trị của mình xem. Ủa, tăng 5%, tăng 5% nữa là 10%. Thế thì lính của Pompey mạnh vãi cả trưởng luôn này. 15, 15, 22. Ờ ok, chính trị ổn. Chính trị của chúng ta ổn.
Rồi, với việc có một quân đoàn đóng ở đây thì chắc chắn thằng Lepidus không có cửa gì để mà đánh. Còn nếu mình đã đóng quân đoàn ở đây rồi thì một cái hiệp ước hòa bình. Until our enemies can gorge themselves on worry. Không có hòa bình được. Phía Bắc thì mình vẫn đang để một quân đoàn để có thể bảo vệ thành chư hầu. Có điều là mấy cái hạm đội này có lẽ mình sẽ rút nó ra ngoài kia để nó đánh các cái thành ven biển của thằng Lepidus nhỉ. Để đây nó hơi phí. Lại có một sự ô uế nào đó. Mấy cái thằng này láo quá. Thực sự thì mình cũng chẳng hiểu lắm mấy cái phong tục tập quán này của bọn. Đâu rồi? Mình, chỗ này chắc chắn mình có hai hạm đội mà. Gửi một hạm đội đi đã. Đây rồi. Thanh niên nào đâu? Ai cặp đâu rồi? Ra đây đánh chiếm lại chỗ này cho anh. Chiến trường phương Bắc. Kinh nhỉ. Đánh qua đánh lại mà mãi tới lơi tới hồi không xong. Thanh niên này. À, bị mình lủi chạy té gần. Victory for Rome. À, đùa với đội cận vệ à? Ăn làm sao được? Nào, thằng nào thích vào đây đánh nhau đây. Không phải xoắn nhá. Waiting for more orders. Đây là đội cận vệ. Nó đang hết lương thực. Chuẩn bị sang cướp đất đi em ơi. Mình chưa có thêm một quân. À, mình có quân đoàn nữa nhưng mình lại đang cho đóng quân ở đây. Đang đóng quân ở đây, chưa thể tiến đi xa được. Tại sao? Bởi vì mình không chắc chắn lắm cái thằng này. Nó lại đang lởn vởn đến lãnh thổ của mình đấy. Bây giờ thì kinh tế của mình cũng không cho phép mình phát triển thêm quá nhiều quân. Bây giờ mình phải phát triển kinh tế lên đã thì bắt đầu mình mới có thể tăng trưởng quân đội lên được tiếp. Vùng phía Bắc này thì quân đoàn này đang đóng đây để tạm thôi chứ còn hạm đội này cũng vậy. Quân đoàn này thì đóng ở đây chủ yếu là mang tính chất phòng thủ. Điểm phòng thủ trước thằng Iran. Chủ yếu là phòng thủ chống Iran. Còn các quân đoàn này thì chắc là mình sẽ xử lý nhanh nó thôi. Bây giờ chiếm lại một cách easy này à? Không tốn sức à? Tuyển ở vùng này thì sẽ có voi châu Phi à? Voi châu Phi này thì cùi lắm. Và rất là cùi. Không cần. Ta có nhiều sự lựa chọn khác hơn. Vùng này ổn rồi. Cho hải quân sang đây thôi. Trận này đánh quân tấn công đổ bộ chưa nhỉ? Đổ bộ tốt. Nó thậm chí còn không có nhiều quân phòng thủ lắm. Làm một trận đã. Về lý thuyết thì bây giờ nếu giải quyết lốt thằng Mark Antony và thằng Lepidus thì mình không còn kẻ thù trên thế giới. Nhưng mà không bao giờ hết được kẻ thù, bởi vì khi đó chúng ta sẽ lại có những phát sinh mới. Đó là những mối bất hòa giữa các chư hầu của chúng ta với các đồng minh của chúng ta. Và lúc đó thì chúng ta sẽ phải buộc phải lựa chọn chư hầu hay là đồng minh. Đấy, vấn đề là như vậy. Đây rồi. Một cuộc chiến bắt đầu và thời tiết khá tốt.
Cái thành này khá to nhỉ. Bây giờ mình đang tính xem là đổ bộ vào đâu vậy. Đây, có lẽ hướng này. Hướng này mình hay đổ bộ. Úi dồi ôi, thời tiết đẹp. Cái hạm đội này đắt đỏ quá. Hạm đội này đắt hơn cả đội cận vệ. Bởi vì nó toàn là lính thuyền pha thuyền có tháp canh. Rồi, quân địch ở đâu? Phá cái này cho anh. Đây nó có một cái khẩu pháo này. Không phá là nó pem chết mình đấy. Có mấy thuyền hải quân của nó thì lại đang đổ bộ rồi, nó không dám sang xông ra ngoài đánh nhau. Mình nghĩ là cho nó ra đây một chút, tránh bị khẩu pháo này nó phơi cho. Xem cái tầm bắn của pháo nó này. Không quan sát được. Tiếc là chúng ta không quan sát được. Sao? Bắn đây. Thuyền của chúng ta lên được giáp bạc. Lên giáp vàng đấy thì nó mạnh lắm. Trước tiên là phải phá được mấy cái tháp canh đã. Tiếp đến bắt đầu là pháo. Rồi rồi rồi, bắt đầu pháo hạm ra bắt đầu. Nếu chúng ta tiến xa quá thì chúng ta lại bị vào cái tầm bắn của khẩu pháo bên này. Ô, tốt rồi. Thôi rồi, phá cái tháp canh ngay. Bắn cháy khẩu pháo là được rồi, không cần phải phá tường đâu mà. Nào, chúng ta làm một tí nữa. Ai dồi ôi. Ơ kìa. À thuyền này thuyền đổ bộ xong rồi. Không sợ. Boom. Ai chả. Chưa đủ. Ây da. Úi dồi ôi. Nó bảo mình bắn ngu à? Thằng này láo. Mày dám bảo anh bắn ngu à? Thằng này láo thật. Bình luận vi tình thích căn đấy không? Úi xồi, trúng cửa sổ đây. Úi dồi ôi. What's that deck? I will have a clean ship.
bắn. Rồi, con dám bảo anh bắn xịt đâu, con dám bảo anh bắn xịt đâu. Rồi, con dám bảo anh bắn xịt đâu. Ôi, nó xịt vỡ rồi. Thôi rồi, phá tường cho anh. Ready and awaiting orders. Phá tường ra cho anh. Lực lượng thủy quân đục chiến bắt đầu đổ bộ được rồi. Mình e là khả năng phải bắn khẩu pháo này chứ nhỉ. Không kiểu như đó. Nó phơi chết mất mấy quân của mình chứ sao. Mình rất thích hải quân của Pompey. Hải quân của Pompey là mạnh nhất mà. Vâng, biểu tượng đầu là con cá heo. Hay con gì nữa. Nhưng mà Pompey thì biểu tượng trên áo lính của người lính, áo giáp của người lính là có con cá heo. Chắc là nó không thể làm chi tiết đến mức độ đó đâu, cho từng phiên bản. Chỉ khi có thanh niên nào mốt lên để cho nó có thì mình chịu. Chứ còn chắc là nhà phát hành chắc người ta cũng không làm được chi tiết đến vậy. À rồi, tốt. Bắn vào đây. Đập tan cái hút tường này ra vào. Thằng này đi không biết tránh à? Nhìn nó đứng ở đấy vướng thì phải tránh ra chứ. Xong rồi. Sập rồi. Phát nữa là sập. Ra đây. Cứ bình tĩnh để thủ quân lục chiến đổ bộ hết đã. Đúng lắm. Còn một chiếc đã chưa đổ bộ cả. Ready, willing and able. To the oars. Set oars. Quân địch đang ở trong thành à? Ôi, nó không dám vào à? Cho pháo hạm vào đây đi. Lã luôn được từ nó. Binh đoàn tiếp theo, tiến lên. By your command.
La Mã thời này đi những cái đôi dép thì rất là lạ, không phải đi chân đất đâu nhé. Dép đan. Rồi, chúng ta sẽ tiến vào đã. Advance at speed. Avocati. Romans ready for duty. Melee troops. Advance at speed. Tái chiếm lại các cái vùng đất của La Mã đấy. À, chết rồi, mình chưa cho quân phủ vào rồi. Mình chết rồi bộ. Chả cần thừa sức ăn bọn này luôn. Con này thì tầm loạn. Đội cung thủ mình chưa vào, tên nó bắn ngã quá. Cung thủ đâu rồi, vào đây nhanh 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 nhanh. Không là bắn tên ác quá. Quên, chưa cho đội bộ vào đây đã. Mà cho cung thủ bắn để áp chế nó. What the hell? Bị thương này. Ready and waiting. Yours to command. Engage. Ready. Yet engage. Back forward. Cái nặng thế nhỉ? Up at speed. Ngủ rồi. Xử lý ngay mấy thằng không tên nó cho anh. Đúng rồi, thế là chúng nó hết cả bắn đấy, bắn nhanh cho anh. Our general is under attack. Tướng chúng ta bị tấn công à? Chắc chắn là bị lém lao từ đằng sau lưng rồi. Không sao. Ok. Nó ném lao từ đằng sau lưng chết nhiều thế nhở? Bộ cung thủ xong rồi. Tiếp đến bọn này. Rồi không bị ném lao sau lưng nữa, phát thì nó đánh ngay, khỏe ngay. Mình hơi sai sót chứ mình chưa để được cung thủ. Giời. Mình đến cho đội này lên. Đội này trâu hơn. Không đủ đâu, ăn vào đây. Pháo hạn rồi. Cứ pháo, không đủ nó mà bắn. Không đủ nó mà bắn. Tướng của mày á. Tướng này chết nhanh. Không đủ nó vào rồi thì bọn mày chả làm cái trò gì đâu. Sủa. Kinh thật, nó bị lém lao từ đằng sau lưng chết mất cơ số quân của mình. Đây. Đội cung thủ nó đứng ở bên ngoài, nó bắn vào được rồi. Hướng này. Còn thanh này là thích vào nữa thì vào đi. Xong. Xong, con nào.
chà, ai là đội lê dương này của nó ly đấy. Ây chà, ôi ôi, thằng này được. Quá phết. Ôi, nó hạ được nhiều lính của mình phết nhở. Ây à, úi dồi, úi dồi, xong rồi, xong con ăn. Tiến vào. Từ phá hạn đâu rồi? Bán lại cho anh. Chắc chúng nó quân thì ở trong này thôi. Thành chính của nó trên kia cơ. Chắc phải chạy lên đấy. Hết rồi à? Hết rồi à? Bị lém lao chết nhiều thế. Chả sao thế, thỉnh thoảng nó mới vui. Rồi chúng ta chiếm nốt ở cái thành phố này rồi. Ái già, hạm đội cấp 3 rồi. Mày chết. Tăng tốc độ hồi phục máu và không cần đây. Cái này là tăng hồi máu này. Cooling. Một công trình nữa được phát triển. Ngon. Rồi, bây giờ thì ý chú là thế nào? Quân đoàn này sao đây? Giải quyết lốt thằng này để đêm dài lắm. À, vùng Armenia đâu nhỉ? Đang xây nhà dân sự. Chưa lưng được. Lên cái này mới lưng được cái tiếp à? Oh. Ok. Quân nổi dậy. Thế quái nào nó lại có cái thằng nổi dậy, có một thằng đứng ở giữa cái đất của vùng Armenia kia anh nhỉ? Xử lý xong thằng này mình sẽ có hết đám phương đơn chư hầu phương đông của thằng Mark Antony. Như đó thì sẽ là một vấn đề đấy. Một cuộc chiến với người Iran. Thực sự thì mình cũng không thích chiến tranh với Iran cho lắm. Nhưng mà chắc là buộc phải chiến tranh thôi. At your service. What? Còn có con ngựa cùi này mà đứng ở đây làm loạn à? Còn có một con ngựa cùi mà dám đứng đây làm loạn à? Rồi. Vậy là xong. Vậy là xong. Không. Xong nhà Mã Cattany. Đây, chúng ta sẽ lựa chọn bắt thằng này làm chư hầu. Bắt nó làm chư hầu. Rồi, đồng nghĩa với việc tất cả chư hầu của nó trở thành chư hầu của chúng ta. Mình không nhầm thì hình như mình hoàn thành chiến dịch luôn. You are welcome. But that... Nhưng tất nhiên mình sẽ không việc gì mà nuôi ong tay áo cả. Mình sẽ khử luôn thằng này. Uh-huh.
Tất cả đám chư hầu này nó trở thành chư hầu của chúng ta. Here, then. Hay quá nhỉ. Hôm nay kiểm soát được cái tỉnh này. Thanh niên này thì kiểm soát được nguyên cái tỉnh của bác này. Did I hear you correctly? You want to trade? No. Do not try my patience with my lord will. Mà thằng Ai Cập để bỏ chiến tranh bọn này nữa là xong gì đâu. Bây giờ thì chờ nó nhỉ, cho lượt sau xem nó có dám đánh chiếm vào đây không. Lê Dương chắc khả năng cao nó sẽ đánh thành này và mình sẽ chiếm lốt cái tỉnh này cho nó hoàn thiện cái vùng này đấy. Để cho Ai Cập nó đứng này đóng ở đây. Ai Cập nó sẽ có cái vùng lãnh thổ bên này. Tốt. Cặp đang phát triển nhà quân. Yes. Raiders of Rome. Chết nhỉ, tình hình kinh tế của mình đang rất là suy sụp. Sau khi chiếm xong thì bị dính tham nhũng nặng quá. Commander. Victory for Gold. À, tại sao mình thêm đất? À, đế quốc của chúng ta rộng thêm nên là nó bị như vậy. Nào, chiếm đi cưng. Tấn công cái thành này đấy. Ở đây có hạm đội này bảo vệ rồi. Còn cái thành này bên dưới này của cái thằng này chưa chịu thân với mình nhỉ. Speak, my friend. And burden. I agree. I see that your core. You serve your masters well, but you do not yet. Từ bước một. Đế chế của chúng ta đã lên đến mức tối đa, vâng, 16 quân đoàn và 8 hạm đội. Nhưng cái đấy thì mình chưa quan trọng lắm, mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cần tuyển các cái nước hỗ trợ trước. Mình cần tuyển các lớp hỗ trợ trước. Quân đoàn này không phải quân đoàn của nhà mà quân đoàn ở phía Bắc này. Commander, to battle! Advance! Còn chứ chẳng. Các quân đoàn của mình đâu hết rồi. Sửa đẹp nó cho anh. Thằng cái đứt này. À đây rồi, có một cuộc liên minh à. Rồi bóng đệ trận này easy quá thôi, không phải đánh. Nó quân nó tàn tật, tập cái kia để đánh. Xử lý nó đã. Quân nó tàn tật. Tàn tật. Tăng khả năng hồi máu lên nữa này. Rồi ra đây đã. Đánh trận tương đối một tí nhỉ. Đây, 100 quân đoàn của mình này. Ready for battle, for death and honor. Đánh xong trận này là quân nó thiệt lại, không còn quân gì luôn. Đánh cả quân tiếp viện trong thành của nó ra mà. Ở đây cho nó biết thế nào là sức mạnh của đội cận vệ phát.
mình không nhầm thì khi có khi hết lượt này là chúng ta nó sẽ có cái thông báo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch rồi thì phải. Ừ, có khi mình đã phát triển đủ à chiếm đủ số thành cần thiết rồi. Không biết đã đủ chưa? Nhưng mình đoán là đủ rồi. Battle group ready and awaiting orders. Stay in formation. Battle group disbanding. Commander. Praetorian Guard. Burn them. À nhớ anh em bảo tại sao mình không bắn cái đạn lửa. Thực ra mình bắn đạn lửa chỉ để quan sát cho dễ thôi. Cái đạn lổ thì nó lại không hiệu quả lắm. Thế còn quân tiếp viện chúng nó ở đâu thì mình chưa biết. Cái việc enemy reinforcements approaching đâu à, và từ bên sườn của mình à, không xa lắm. Evocati Kaha choạc tím là không hề thay đổi. Mấy thằng dẫm Đức này chắc khả năng cao là mình sẽ gặp vấn đề. Ai già chúng xông lên kìa, cái binh nó này điện, mấy con ngựa điên. Vào đây các con. Vào đây. Con thì vào đây. Bắn vào đây cho anh. Ballista. Nó đã tướng. Làm sao ấy, ăn của đội cận vệ á. Thế nào thế, định ăn đội cận vệ cơ á. Hổ báo vừa thôi chứ. One of our units has used all its ammunition. Rồi cứ để nó lém lao phát đây. Cận vệ nào. Archers. Hoa vào công thủ đứng lại. Bắn vào đây cho anh. Nó còn mấy con ngựa cồi. Ơi. Pháo. Quên tay cho anh. One of our units has used all its ammunition. Gives us strength. We await your command. Praetorian Guard. Engage your
of our units has used all its ammunition. Mấy chặng thủ đấy, thích bắn nhau à? One of our units has used all its ammunition. Tên rồi, xông vào đây. Còn mấy con ngựa này mà ốc cơ. Còn một con ngựa, ối rồi ôi, một con ngựa phải dám chạy lung nhông. Một con ngựa mà dám chạy lông nhông à? Mày chết. Con tiếp viện của chúng mày ở đằng kia gì? Ngon thì cứ đến đây. Được rồi, bình tĩnh đi, ăn được từ đó. Tận dụng hết tối đa cái lực phi lùm để lén. The battle is turning in our favor. Favors. Trận chiến đang nghiêng dần về phía chúng ta đúng không? Follow me. Đi theo tôi nào. Evocati. Xong chưa? Anh em lập đội hình chuẩn bị tiến lên. Tiến lên. Tiến lên nào. Sau một tuổi đấu nhau với đội hình đang 50 là rất mạnh các bạn. Thực ra mình trước khi mình chơi Rome chưa bao giờ mình nâng cấp được vũ khí Crimson Master lên đến 50 cả. Bởi vì mình lười, mình không muốn xây cái công trình phụ trợ. Rõ ràng là để nâng cấp được lên, nâng được lên như này thì nó tấn công cực mạnh. Với đam như thế này là đam cao nhất cho tất cả. Các cái đơn vị tầm xa thì ở mức độ đam như này là cao nhất rồi. Nó con ngựa này. Jack Maric Rider này. Sao phải xoắn. Mình tiến có vẻ hơi xa nhỉ? Để cho chúng nó lên. Lực lượng kỵ binh nói nhiệm vụ chủ yếu là phòng vệ. Field artillery awaiting orders. By your command. Ballista! At speed! Archers! Bọn Đức này nói thế thôi, cái bọn lính cầm Spee này của chúng nó thủ châu phết đấy. Nói chung thì nếu mà để mà chơi thiên thì phòng đột kích, nhưng hoặc là nếu mà phòng thủ thì bọn này nó cũng thủ được. Nếu mà nó có tường thành nó thủ là cũng ra gì đấy. Rồi, đúng tầm bọn này vừa đến. Phá rồi, chuẩn bị. Bắn. Rồi. Ngon thì lên đi. Mấy con ngựa này thôi này, là mình khả năng cao là mình phải xử lý bọn này trước này. Mấy con ngựa này
Đấy, đây là hai con ngựa đầu tiên. Missiles awaiting targets. Jupiter gives us strength. Praetorian cavalry, advance at speed. We have discovered the enemy's hidden units. Archers! Archers! Now! Missile infantry! Ballista! Fire on the enemy! Praetorian guard! Bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh đi. À. One of our units has used all its ammunition. Bình tĩnh đi, bỏ tầm xa vào đó. Missile infantry at your command. Praetorian guard. Tiến được xuống đến tận đây cả. Missile infantry. Vớm nhỉ. At the double. At speed. Engage. Mày tiến được xuống tận đây cả. Romans ready for duty. Archers! Missile infantry at your command. Rồi. Archers! Missile infantry. Giải quyết nốt mấy con ngựa này của nó đi. Your orders. Xong luôn rồi. Wow. Một loạt tên là đi luôn. Tiến lên. Yours to command. Hết đạn rồi à? Ballista. Bắn vào đây. Fire! Praetorian guard. Testudo bật lên. Không phải sợ. Missile infantry. Fire on the enemy. Your orders. Rồi. Take aim. One of our units has used all its ammunition. Nó định bóc lốp mấy thằng. Đến vào đây em ơi. Back now. Praetorian guard. Ra sườn. Sườn bên này hết rồi à? Sang đây. Mày thì tấn công quân phủ mày. Vào đây đem mày. Tấn công. Xong rồi à? Ăn luôn. Testudo bật lên rồi chứ sợ gì. Testudo. Ok à? Như này. Chạy. Cho bọn kỵ binh luôn. Binh đã giải quyết được rồi. Làm ăn. Làm. Thích liều à? Thích liều. Thích liều. Mấy con ngựa này liều. Ăn. Vua giặt. Liều nhỉ. Chạy một lúc chưa hết tinh thần này. Liều nhỉ. Đây là mình phải đánh hai đội rồi. Úi dồi, mày chết. Ném lao à? Ném lao. Đùa với đội cận vệ à? Nhưng bọn này phòng thủ vận chiến của nó cao lắm, nên là đánh hơi lâu. Bỏ chạy tán loạn. Chà chà, quân nó đông phết đấy chứ. À, cái bọn này này nó thủ châu á. Mà cái bọn Warzats. Mày biết chưa? Mày biết nhà Pompeii chưa? Biết nhà Pompeii chưa? We cannot do that. Ready for orders. Retreat! Mình chả chiếm làm cái gì à? Để cho thằng đệ nó chiếm thôi. Commander. Mình về đây. Cắm trại hồi quân. Thằng đệ nó lên đây à? Chiếm tỉnh này à? Rồi. Có lẽ mình cần phải có một chỗ đứng ở khu vực phía bắc này chứ nhỉ? Cần có một chỗ đứng ở hải quân. Nhưng mà bây giờ mình lại không muốn chiếm thêm nhiều đất. Ai.
Nghèo quá. 230 đồng. Thế sao mình có thêm chư hầu mà mình lại chả thấy mạnh thêm cái gì nhỉ? Bọn này nó có chịu lục khí à? Emissary. Did I hear you correctly? You want to trade? No. Our people do not have. Xử lý lốt thằng Popeye đã. Mình không có nhiều tiền, mình tính từ xem tình hình nào. Xử lý lốt anh nha chàng à. Mã thôi đi chứ. I will be honest. I seek lên phòng thủ nhưng mà lại đòi tiền mình hay. Tiền thì không được đâu. Và Pompey Margus, chúng ta đã hoàn thành một và chúng ta unlock được một chiến dịch ai già. Thế thế à? Chúng ta lại được vinh danh à? Ôi, tiếp tục chiến dịch chứ. Rồi, bọn này nó bỏ chứ. À đây rồi, chúng ta sẽ tăng điểm ngoại giao trước đã. Khá tiền đấy. Ai Cập bỏ chiến tranh rồi à. Thế nhưng mà mình đã kiểm soát được cái vùng biển rồi. Hầu hết cái vùng biển của... Greetings, most excellent friend. Your offer is the pleasures of my household are yours to enjoy. Đồng minh. May the gods bless you. Chảnh thế. Your offer is... Rồi, ông đệ mình rồi. Chắc chắn là mình sẽ phải xử lý một cuộc chiến với người Đức và người Iran. Chắc chắn là như vậy. Nếu không thì nó hơi buồn. Phía bên này thì Sứ Gôn đã tiến đến đây rồi. Khả năng cao là mấy thằng Sứ Gôn nó sẽ chiếm hết vùng phương Bắc này lại. Mình cũng sẽ xử lý thằng Lepidus cho nó nhanh nữa. Thì nhưng mà bây giờ mình chưa có cái vị trí đứng nào ở khu vực Bắc Đại Tây Dương nhỉ. Hải quân của mình hoàn toàn chưa có lực lượng ở Bắc Đại Tây Dương. Biển Đen thì đã kiểm soát hoàn toàn rồi. Ôi, thằng Đức này nó tiến đến đây rồi. Kinh không. Xử lý hết cái vùng này của cả. Ghê thật. Thằng này nó cũng chiến tranh với mấy thằng Đức à. Sắp lại có một chiến tranh mới, cuộc chiến mới rồi. Mình chưa sẵn sàng lực lượng để đi đánh nhau. No,
Do not try my patience with a dull tongue. My torch. Do not expect. Cho chú nó tiền để lấy lòng trung thành cho nó. Now speak as you will and try to be interesting. Đây là quốc gia gì? À, con này thì mình chưa biết này. Thanh niên này thì Am I always to be disturbed? I have. Thanh niên này, anh chả. Thanh niên này chiến tranh mấy thằng Đức kìa. À không. Sắp có cần phải chiến tranh với Iran không nhỉ? Một cuộc chiến với người Iran thì thực sự cũng không phải là một điều gì vui lắm cả. Mình thì mình không phải là mình không có cái mà mình chưa đủ lực lượng. At your command. Chiến tranh Iran. Rồi. Mark Antony và Cleopatra. Đúng Cleopatra mà, dạ. Hoàng hậu của chúng nó là Cleopatra chứ. Đúng mà. I'm honored to receive you. Looking forward to your erudite arguments and witty quips. Chắc vài lượt nữa nó sẽ bỏ chiến tranh với nhau thôi, không sợ. Ôi ơi. Mấy thằng chưa hầu mới nổi này bây giờ mới là khó. Thanh niên này. Be welcome, I suppose. You're in. Muốn đánh được phương. Be welcome. Chắc mình phải thân thiện với mấy thằng châu Phi này. Our generals would. À, mặt đỏ rồi. Sắp có chiến tranh thật rồi. Chuẩn bị lực lượng lên đây. Sắp có chiến tranh rồi. Chắc chắn luôn, sắp có chiến tranh với 34 rồi. Ai. Ready for orders. Người Đức. Chiến tranh với người Đức thì mình chưa biết có không, nhưng mà mình đã có lực lượng ở đây rồi. Sẵn sàng cho mọi tình huống rồi. Không phải sợ. Thiếu một quân đoàn đóng ở đây. Nhưng mà kinh tế của mình bây giờ không cho phép mình phát triển được. Bây giờ mình phải nâng cấp các công trình để tăng kinh tế đấy đã. Ví dụ như vùng này. Lương thực thì tạm ổn rồi, cứ bình tĩnh. Đây đã. Chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta được. Ai ôi, phá nhà đi mà không xây cái gì này. Cả này thì có cái công trình quá gì đâu. Thuyền này, à. Thuyền bắn cung của Ai Cập thì cũng chả có gì mạnh. Rồi, ngon đấy. Ngon rồi. Phát triển thêm cái vùng Ai Cập này lên nữa thì là giàu có rồi. À, bây giờ đã là năm thứ nhất sau công nguyên rồi. Năm thứ nhất sau công nguyên. Bọn Đức này nó chiến tranh với ai mà nó trèo hết sang đất của mình này nhỉ? Be dead.
đề phòng mấy thằng này. Là ngoài nó chiến tranh nhiều gớm quá là mình lại dẹo. Ông đệ của mình đang có xu hướng muốn chiếm toàn bộ khu vực phía bắc của nước Đức ngày nay à? Hiện tại nó đang tiến vào cái vùng đất ngày nay thuộc Bỉ và Hà Lan. À rồi, vây thành rồi, ăn rồi. Ăn đi, anh điểm bảo kê cho. Chúng ta đang nghiên cứu cái nhánh dân sự. Rồi, đã bỏ chiến tranh với nhau. Veneta là đâu chết đây? Đây à? Chết mất Veritan này. Tuyệt vời ông mặt trời. Ra đây. Ôi tiền của mình không thể nhiều lên được. Ở đây. Nâng cấp cái này lên. Mình vẫn còn khá khá tiền, không sợ lắm. Đập bi bây giờ xây lại được khá nhiều. Rồi. Thoải mái đi. Armenia. Vùng này thì nó chủ yếu phát triển về hầm mỏ. Nó không có nhiều rồi. Mọi thứ ổn rồi. Cả nước sâu thì cứ đền thờ thần Phơ Đông mà phát triển thôi. Lương thực của mình bây giờ nhiều rồi, mình chả cần cái này nữa nhỉ. Tăng vào cái này đi. Tăng thuế. Syria. Ok. Nhanh. Ôi chết chết chết. Lần cái đấy lượt sau là hết tiền. Vỡ lợ. Chúng ta rơi vào tình trạng vỡ lợ. Còn quân không nhỉ? Mình đã đóng quân rồi. Càng đấy. Giờ mà chiến tranh xảy ra là căng ấy. Ồ, xem thằng này có quân gì không? Mình có thể tuyển được quân của nó mà. À, nhà ngựa đời 4 này. Cho một thằng tướng cùi cùi ra đấy để tuyển quân xem nào. Ôi, sao bây giờ chỉ có toàn Pompey này? Ôi chết rồi. Chết 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 chết. Mua xong sập nguồn mất. Được sau hết tiền. Ồ. Thành này thì phải xây mà. Đây cái này lên 8 thì từ từ đấy. Hết tiền. Vãi cả trưởng. Rồi. Nó có cái đội kỵ binh xịn phết này. Đấy. Nó mà lên kỵ binh nữa là ngon đấy. Xem tuyển được không. Tuy nhiên này thì chả có cái lính gì cho ra hồn. Ôi ơi, phải chắc phải điều vài hạm đội lên đây rồi. Các cái khu vực hạm đội phía dưới này bây giờ có thể nói là tạm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chắc mình phải điều mấy cái hạm đội lên khu vực Biển Đen rồi. Đề phòng. Mình lại không có nhiều hạm đội lắm để có thể. Ở đây còn một duy nhất một hạm đội à? Hơi khó nhỉ. Phải để lại một hạm đội chứ. Rút hết đi thì đến lúc có chuyện gì làm sao.
beat the drums! Put your backs into it, you men! Ready for orders. Quánh đây, anh yểm trợ cho. Mấy thanh niên này nhát chết quá. Trung thành của các phe thế à? Thanh niên này trừ 4. Không được đi đánh nhau à? Mà trừ bị trừ 4. Có thanh niên nào thích lấy vợ, anh cho lấy vợ à? Chả thằng nào thích lấy vợ, bọn này hay thật. Cuộc chiến với người Iran chuẩn bị nổ ra. Chuẩn bị đưa các lực lượng của chúng ta đến giáp biên giới với Iran nữa. Mà mình chỉ sợ nhất là nếu mà cùng đúng lúc chiến tranh với cả Iran, cả Đức thì chắc là mình khó mà có thể bảo vệ được chư hầu. À tốt, chiếm luôn đấy. Ôi, thất bại rồi, hơi cắm lợn rồi. Rồi tăng trung thành thôi, không cần thêm phe phái nữa. Đau đầu ghê nhỉ, vấn đề chính trị, vấn đề rất đau đầu. Thanh niên nào vừa mất vợ đấy, đây cho lấy vợ lại, gả con bé khác cho nó. Thôi mày cố gắng đi làm việc với cái bọn này đi. 22 điểm chính trị rồi. Hệ thống chính trị của chúng ta lại ổn. It is an honor to serve Rome. That is a dangerous course. At your command. Tấn công. Chả có nhẽ mình lại phải chiếm cái tỉnh này. Advance. Chiếm thì mình bị dính áp bức kinh lắm. À, đích thân Lepidus chỉ huy quân đoàn này. Vậy thì phải có một trận đánh cho nó vui vui tí. Tướng huyền thoại là phải đánh. Nó có một đội kỵ binh thôi à? Vậy thì nó xong rồi. Nó chỉ có một đội kỵ binh thì nó xong rồi. Chỉ có một đội kỵ binh. Vãi cả trời mưa. Mưa gì mà lắm thế. Ăn pháo chưa tới tầm. Ai già, ai già, cung tên nó đông ghê nhỉ. Chủ yếu mình phải xử lý được cái đội ngựa này của nó. Nói chung chơi quân La Mã thì chúng ta không sợ tầm xa lắm, bởi vì chúng ta có cái đội hình Testudo rồi. Không phải ngại lắm bọn tầm xa của nó. Nếu mà Testudo thì không sợ nữa. Bán này. Marcus Lepidus. Được, Lepidus.
tầm bắn 150, xuyên lưng lên một chút cao như cái quân đoàn của thằng tướng. À, bắn đây cho anh, khử mấy con ngựa nó trước đã. Gần xong có nghĩa là đội kỵ binh của chúng ta có thể đi cơ động mà. Không cần phải đến ở đây nữa, nó hết kỵ binh thì mình không cần phải cho kỵ binh bảo vệ nữa. Còn 53 con ngựa, không sợ. Brave Romans to a man. Ready and waiting. Forward! At your service. Your orders, reload with haste. Tên bắn thẳng nhá. We await your command. Take aim. Tướng của nó mà lá. Ok, thằng điên. Proud Romans all. Mày đặt tên anh à? Praetorian cavalry. Advance at speed. Praetorian guard. Follow me. Sons of Mars. Ngon thì ăn vào đi, ngon thì tiến vào đi. Ready for orders. Ngon thì tiến vào đi. Praetorian Guard! Ready! By your command! Praetorian Cavalry! Sons of Mars! Melee infantry at your command! Lua! Archers! Bắn tướng nó cho anh. Tướng nó thích làm loạn. Nó thích làm loạn này. Nó thích làm loạn này. Bắn nó cho anh. The enemy general is dead. Nó phá hủy rồi mà. Quay nó cho anh. Quay luôn. Tan rồi. Tan nhanh chóng. 61 đồng chí. Làm sao mà ăn được với đội cận vệ. Chiếm đất ở đây thì thực sự mình chả muốn chiếm lắm. Như là chiếm thêm đất mình thêm óc tham nhũng. On the move. At your command. Make haste, men. Mong đệ ông sao đánh mà ông cha chịu đánh cho. Randy. Khôn ninh hồi máu. Put your backs into it, you men. À đây rồi. Get the blockade set up. Ready for orders. Chắc kiểu gì thì lượt sau thằng đệ mình nó chẳng sang đây nó chiếm lại. Và đây. Còn đây mình đang lo khu vực này bây giờ là sớm hay muộn.
Greetings in the name of the state. You may love a good haggling like women over onions and goats and fish. Chiến tranh với các cường quốc phương Đông. Be welcome. Đi ngoại giao mãi mà vẫn chưa được nhỉ? Thằng này nữa. I am here. Làm sao ngoại giao được nhỉ? Các phe này có phe nào mạnh về thích phương Đông? Phe này đi. Phe này nó mạnh về phương Đông này. Cho nó làm việc với mấy thằng phương Đông này. Cho nó làm việc với nó mạnh để khi nói chuyện với bọn phương Đông. Mình còn thằng gì nữa nhở? Thằng này nữa. Và thằng Armenia. Đâu à? Thằng Armenia đâu? Hết rồi. Tình hình điểm trung thành các phe cũng ổn mà nhỉ. Ôi dồi, con cháu đông thế này thì làm sao mà nuôi hết được. Xây nhà xây cửa lên đã. Tiền à, không bị âm tiền nữa là được. Không bị âm tiền thì nâng nhà cửa lên để còn có cái mà ở. Africa, Armenia, vùng này rồi. Ai Cập, nâng 4 vụ từ từ, nâng Armenia, nâng thành nó lên nữa, nâng 4 từ từ. Đây. Cung của Accessory Fashion Cavalry bình thường. Không có gì mạnh. Bốn à, Libya. Đây. Hai mỏ kìa. Cũng được. Thêm tiền. Chưa nhất thiết phải phát triển nhà lính ở đây nhỉ. Đóng đây thì chắc rồi. Thằng này nó khá thân mình. Thằng châu Phi nó thân. Châu Phi nó khá thân rồi. At your command. Forgive me, but I cannot. Your next command. Ồ, mình đứng ở vùng đất xấu, mất nhiều quân thế. Nhiều quân á, cứ chết. May không để ý quân đoàn thì tí tèo. Ăn đây. Nhưng mà thằng này nó... À, con thằng này. Anh hùng mới nổi à? A flapping tongue that speaks. Our ancestors were proud men and stood alone against. Anh hùng mới nổi à? Đúng rồi. Ô, cả cái thằng này nó cũng chiến tranh với thằng đấy à?
căng nhỉ. Tình hình nó rất là căng. Căng thì ca sợ gì. Cứ giải quyết đã. Giúp thằng đệ giải quyết đã. Người Đức đang có một cuộc chiến nội bộ. Ái giời ơi, lại thủy quân lục chiến đánh à. Trận này mấy ông đệ mình đánh chắc lại chết sạch, chả có thằng nào. Nó khá nhiều lính tầm xa đấy. Đằng cái mình có test tư đôi mình chả sợ lắm. Trời mưa rồi, không thuận lợi lắm. Trời mưa thì lại không thuận lợi lắm rồi. Our reinforcements have arrived. Bắn được đạn lửa mới đau chứ. Rồi mấy ông đệ mình cũng nhanh chân đấy. Hạ được một chút quân nó rồi. Đổ bộ đi cưng. Trận này khó này, bởi vì là chi hầu của mình thì toàn bọn là rồi. Lính thì lính mấy anh châu Phi củi cũng không dám đổ bộ. À thôi, tốt nhất chúng mạnh đừng có lên đổ bộ. Đổ bộ lại chết sạch rồi. Đây đây, cũng cho quân đổ bộ như đúng rồi. Support ships at your command. Có mấy thằng cung tên đổ bộ cũng tốt. Tiền pháo mình rồi. Trận này chắc nó cho quân ra ngoài nó giữ không? Không sợ. Ready and awaiting orders. Ai là đến tầm này nó đã bắn được rồi cả. Trời mưa. Mấy ông chi hầu mà ông đổ bộ thì không biết ông có làm được cái trò gì không. Hay lại vướng đường của mình. Mấy thằng này không lên bờ thì đứng đây làm gì? Jupiter gives us strength. Battle group ready and awaiting orders.
rút lại đã, đến đây. Nhanh, chuẩn bị. Được rồi, đợi cung thủ chưa vào nơi. Nào. Đổi bộ đấy. Vương cái gì đấy mà chưa lên được bờ. Attacking our ally. Attack! Form Testudo! LA troops awaiting orders. Archers, your orders. Ready and waiting. Oh, cái thuyền này. Nhanh vào bờ, nhanh cho anh. Tấn công đi tầm xa cho anh. Quân ra đây rồi. Evocati. Missile infantry ready. Được đấy, ăn đấy. À, mấy thanh niên này đổ bộ ở bờ bên này à? Tốt. Ôi nhưng mà nhanh giải quyết nhanh cho nó. Rồi test studio tiến dần lên. Ra đây. Rồi xử lý bọn này cho anh. Pháo hạm đâu bắn nhiệt tình nào. Nhanh, xử lý đoạn tầm xa nó chứ. Chưa đã. The battle is turning in our favor. Quick march! At the double! Roman, ready for duty, ammo party! Jupiter gives us strength! Melee infantry at the mine! Nhanh, đây. Quick march! Archers! Bắn! Brave Romans to a man! Archers! Ăn được, ăn được. Ăn sao rồi, ăn luôn. Pháo hạn rồi. Rồi. Ăn luôn. Ăn nó cho anh. Được đấy. Bắn lại cho anh. Ai chà. Tất cả pháo hạng. Nhưng mà cứ nó giết. Được. Tiến nhanh thế. Jupiter gives us strength. Evocati. Bây giờ. Hold
Ôi, dừng, chết đội này. Bắn đủ rồi. Hy sinh có 71 đồng chí thôi. Cũng được. Đội cung thủ mình vào trận hơi chậm thôi. Và sớm một tí nữa thì tốt. Nhưng mà cũng không thể, bởi vì nó không thể đổ bộ kịp rồi. Tốt rồi, chiếm tiếp được một cái thành nữa. Mấy anh châu Phi. I like friends. I like making friends. We could be friends. Then I... Rồi, chiếm đây. Chiếm chỗ này là mình sẽ có một cái chỗ đứng rất là lớn ở khu vực lực lượng người Đức. Đúng rồi. Một cái vị thế khá lớn ở khu vực người Đức này. Sugo bị mất hoàn toàn lãnh thổ rồi kìa. Lại sinh con. Đẻ gì mà lắm thế. Ai giả. Chúng ta lại phải lo bảo vệ cái đất này cho thành đệ rồi. Người Đức. What? Ở đây Lepidus chỉ còn mấy thành này thôi. We hunger for battle. Chiếm lại cho anh. Nhanh lên không kẻo thằng Đức nó xuống đến nơi rồi. Nhanh lên một chút cho anh nhờ cái. Greetings in the name of the state. Be welcome, Em. Bọn này chưa thể thân you thiện hơn được. My attention. Thanh niên này nữa. You have my attention. Cho nó đi ngoại giao tiếp nhỉ. Mỗi cái phe này thì nó thân thiết với bọn phương Đông. Hết tiền rồi. Bắt nốt thằng này làm chư hầu nữa là mình sẽ tuyên chiến với người Đức phát. Chiến binh sứ vô. Chưa đủ lực lượng để bảo vệ được nhiều đất thế. Ha! Rôm đỏ nổi dậy à? Đã đến lúc mình phải rút quân về các cái thành cứ bên dưới này để chuẩn bị cho cuộc chiến với thằng người Đức rồi. Mình sẽ cố gắng bảo vệ cái phòng tuyến bên dưới này. Với căn bản thì trên lãnh thổ của mình hiện tại bây giờ bọn Đức nó cũng chưa có quân đó. Mà tiền của mình thì cứ âm thế này là nguy hiểm lắm này.
I am sure that you will agree with our wisdom and see the absolute necessity for an attack here. Mày đánh nhau với cái thằng Pit ở tận bên đấy để làm cái gì thế? Bỏ chiến tranh rồi. Cộng 5 trung thành à? Cộng 5 trung thành thì tốt rồi. Ây da, trung thành của các phe phái bây giờ khá cao nhỉ. Ở đây. Quên mất, cho thanh niên này lên đây để tuyển quân của bọn sư hầu. Husky Mister thì mình không cần tuyển, mình muốn tuyển cái bọn là bị mạnh mạnh của nó này. Ô, kinh tế của mình nguy hiểm thế nhỉ? Bây giờ mà bị âm tiền phát là chết đấy. Đưa các đơn vị quân, ai ơi, bọn Đức nó tràn hết sang đất của mình rồi. À, không thèm tấn công cái thành này chứ. Vãi cả mấy thanh niên này. Mấy thằng châu Phi này khó bảo thế nhỉ. Tấn công vào đây cho anh. Ai cập nữa. Tấn đây cưng vào đây cho anh. Mỗi Armenia nữa. I am here then. Tấn công ở đây cho anh. Bây giờ mà chiến tranh với thằng người Đức kia thì mình thú vị phải biết nhỉ. Lepidus. I speak with a simple triển khai quân trên lãnh thổ của nhau á? Không. Tất nhiên là không. Rồi, nó có cái thằng tướng cụ, nó có cái thằng quân gì vào đây mà nó dám đóng quân ở đây. Nó dám đóng quân ở đây. My master. Từ anh gom đủ quân lên đấy thì anh bắt đầu sẽ chiến tranh với thằng Iran. Nhưng nếu mình chỉ sợ một điều bây giờ mà mình chiến tranh với Iran là mình sẽ bị âm tiền, bởi vì mình đang giao thương với nó rất là nhiều, buôn bán với nó. Jerusalem. Quên lại không xây công trình đây rồi. Lép đi đất làm sao? Cái khu vực này I am Rome's champion. Your greaves are a disgrace, man. Ready for orders. Nó còn có 1 2 thành nữa thôi. Thành này nữa là 3. Hết rồi.
thế mà cũng không giải quyết cho nó hết đi. Mấy cái thằng này. Ồ, lại âm tiền nhiều thế này là chết dở. Xem tình hình như nào chứ nhỉ. Nền kinh tế của mình đang gặp vấn đề. Ai chà. Đưa quân đến biên giới đã. Đưa quân đến biên giới. Bây giờ mà ái chà. Armenia. Ô. Đánh chiếm được ở đây cả. Chờ xíu nhá, anh xem tình hình chúng mày làm cái trò gì. Tuyển được đội xã kỵ bậc thầy ở đây không? Nuthorst Archer. Tuyển được à? Có đội nhà ngựa mà nhỉ? Sao tuyển được nhỉ? Chưa có nhà lính gì ngon. Một cuộc chiến với Iran bây giờ. You are welcome. Before you say anything, no. Bỏ giao thương với Iran thì mình sẽ thiệt hại nặng đấy. Am I always to be disturbed? Và chiến tranh với người Đức nữa thì trước khi mình làm được việc đó chắc mình phải có một lượng quân lượng tiền khá khá đi. Chứ còn tiền nong như thế này thì chết luôn. Phát triển ơi là phát triển. We strongly urge you to attack here. Cái rủ dê mình đánh nhau. Ôi ơi, ông đệ của mình ông lại chiến tranh thằng nào đây? Lại đánh nhau mấy thành châu Phi. Phải làm nào chứ nhỉ? Tình hình như này là hết tiền này. Không lẽ phải tinh giảm quân đội nhỉ? Tinh giảm cái quân đoàn này, hạm đội này, quân đoàn đi. Quân đoàn này là không cần thiết bởi vì là mình đã có quân đây rồi. Khu vực này mình đã kiểm soát được rồi. Chết thật. Như này sao lại đánh nhau với thằng này? You have my attention. Now, trở thành chiến hậu của mình luôn. Do not try to charm with the Lord Cajol. I will accept this in my lord's name. Thanh niên này nữa. In time, two things. Before you say anything. Be welcome. Chiến tranh với 34. Ba thầy thì nó không chiếm được nó à? Cái quái nào nhỉ?
Thôi được rồi, cứ để cho tình hình nó bạo loạn một tí thì mình có cái việc cũng có cái hay, bởi vì là như vậy thì chúng nó sẽ buộc phải ai cho vào tiền đi tăng nghèo. Trung thành các phe nó cũng tăng. Chết nhỉ, kinh tế của mình suy sụp quá. Phía trên này thằng người Đức vào trên này nhỉ, thằng này bị chiến tranh tất tật tật, cộng đồng người Đức nó chiến tranh. Thằng này thì lại khá thất mấy thằng này, nhưng mà thằng này are you brave or foolish or just mad? What? Mình rất thích thằng này, một mình nó cân cả đám, rất có bản lĩnh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.